Sau đây, chúng tôi xin được phép nói sơ qua về giáo lý của Phật. Trong dịp này, chúng ta nên suy nghiệm về chuyện ngạ quỷ. Do Hòa Thượng Bửu Chơn trích dịch. Lời nói đầu tiên: người tu Phật thường nghe nói đến bốn cảnh khổ là súc sanh, Atula, ngạ quỷ và địa ngục. Nhưng phần đông ít ai hiểu rõ nguyên nhân nào mà phải sanh vào cảnh ấy, hoặc làm sao cho thoát khỏi cảnh ấy. Ở đây, chúng ta chỉ giải thích về cảnh ngạ quỷ thôi, vì nhận thấy có nhiều người hiếu thảo hay làm phước, mong cầu cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cho được siêu thoát. Vì vậy mà có người mướn tụng kinh, làm thủy lục để cứu vớt vong linh, cúng quải, tế lễ, làm dấu phước, nhà minh khí, kho lần. Việc làm ấy không đem lại lợi ích cho người quá vãng. Theo Phật giáo, muốn làm phước để hồi hướng quả lành cho thân nhân quá vãng, cho được thành tựu thì phải theo ba điều kiện. Thứ nhất, làm phước đến những bậc đáng thọ lãnh vật cúng dường, là những chư tăng thọ cụ túc giới đúng chánh truyền. Thứ hai, thí chủ phải tuyên bố hồi hướng quả lành rõ rệt. Thứ ba, thân nhân đã quá vãng được hay phải đến thọ lãnh phước lành ấy. Nếu ai làm phước mà được đầy đủ ba chi, thì nếu thân nhân bị sa đọa mới có thể được thoát khỏi cảnh ngạ quỷ và siêu sanh nơi nhàn cảnh, bằng không thì phải chịu thọ khổ đời đời kiếp kiếp cho đến khi nào hết quả mới được tái sanh làm người. Còn nếu như hồi hướng mà người quá vãng vì tội ác nặng nề và không hay biết đặng thọ lãnh, thì phần phước ấy về thí chủ chắc chắn là không xài. Trước mặt chúng ta đây là Pháp Luân Công mà đã bị cấm tuyệt đối tại Trung Quốc. Những ai tập Pháp Luân Công này đều bị tra tấn, hành hình, giam cầm rất là đau khổ. Và Pháp Luân Công đang bành trướng khắp mọi nơi trên thế giới. Và Pháp Luân Công đang ngồi để hít thở tu thiền tại Thái Bình. Và đây là trung tâm thành phố Đài Bắc, hay còn gọi là Thái Bình, của Đài Loan. Và nhóm hành hương đây đang đi vào để lên một ngôi nhà lầu cao nhất tại Thái Bình, gọi là Thái Bình 101. Nơi đây để được lên xem một cái ngôi đỉnh tháp cao nhất của Thái Bình để có thể nhìn toàn cảnh của Thái Bình. Và đây là Thái Bình 101. Xin tiếp tục về câu chuyện ngạ quỷ. Một hôm, Đức Đại Mục Kiền Liên vừa mới đắc được lục thông, từ trên núi Kỳ Xà Quật đi xuống, và do nhờ nhãn thông mà được thấy các ngạ quỷ. Khi về Trúc Lâm gần thành Vương Xá, vào buổi chiều đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch qua câu chuyện ngạ quỷ vừa thấy trong buổi sáng. Nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn nói rằng: này các thầy tỳ khưu, các thứ ngạ quỷ này Như Lai từng thấy nhiều lần nhưng không muốn đem ra cho ai, vì không bằng cớ là không người thứ nhì cũng biết. Nay có đệ tử Như Lai tuệ nhãn đã phát sanh, thấy được các thứ ngạ quỷ ấy cũng như Như Lai. Này các tỳ khưu, trước kia Như Lai không nói ra, vì nếu Như Lai nói ra có nhiều người không tin, cho rằng Đức Như Lai là một vị Pháp Vương, muốn nói sao thì nói, không ai hiểu biết được. Những người nào nghi ngờ không tin sẽ mất lợi ích sự tấn hóa. Này các tỳ khưu, các thứ ngạ quỷ này xưa kia là những người trong xứ Ma Kiệt Đà đã làm những điều tội ác. Vậy Đức Thế Tôn nói tiếp:
Một lúc nọ sau khi đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai đã từng thấy một thứ ngạ quỷ tên là Atisankalika. Thân hình kỳ lạ, không có thịt da, chỉ có bộ xương thôi bay trên hư không. Lại có những bầy ó, diều kênh kênh đuổi theo, cắn mổ giành xé, theo mấy kẻ xương, ngạ quỷ khóc la, nghe thảm thiết. Ngạ quỷ này kiếp trước là người giết bò, trâu để làm thịt bán trong xứ Ma Kiệt Đà vậy. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2011, Chủ nhật, vào lúc 2 giờ sáng, phái đoàn đã đi xuống phi trường Thái Lan. Như vậy là đã xong được 5 ngày tại Đài Loan. Và trước mặt chúng ta đây là phi trường Bangkok. Đây là buổi ăn sáng đầu tiên tại Bangkok. Xin tiếp theo về chuyện ngạ quỷ. Như Lai đã từng thấy một thứ ngạ quỷ khác nữa tên là Manisapesi. Thân hình giống như thối thịt, những loài phi cầm bay theo cắn mẫu. Đây là quả của người trước kia giết bò làm hàng thịt để bán nuôi mạng sống. Có thứ ngạ quỷ tên là Masa Pinda, thân giống như cục thịt. Ngạ quỷ này trước kia là người thợ săn các loài phi cầm. Có thứ ngạ quỷ tên là Nichavi, thân hình rất ghê gớm, giống không có da, toàn là thịt đỏ lợm. Nhiều thứ phi cầm bay theo cắn mẫu, vì kiếp trước là người giết trù, lóc ra da đem đi bán thịt. Có thứ ngạ quỷ tên là Asiloma, có những lông hình giống như lưỡi dao bay lên bay xuống đâm vào thân mình ngạ quỷ ấy luôn luôn. Vì kiếp trước là người trong xứ Ma Kiệt Đà, sanh sống về nghề thọc huyết heo. Có thứ ngạ quỷ tên là Satiloma, có đầy những lông giống như lưỡi kiếm bay lên bay xuống đâm vào thân hình ngạ quỷ ấy. Vì kiếp trước là người thợ săn thú rừng, thường dùng kiếm để phóng đâm thú rừng trong xứ Ma Kiệt Đà này. Có thứ ngạ quỷ tên là Usoloma, thân có nhiều lông giống như mũi tên bay lên bay xuống đâm vào mình. Ngạ quỷ này kiếp trước là người giám sát giết tội nhân bằng cách bắn tên. Có thứ ngạ quỷ tên là Suliloma, thân có đầy những lông giống như mũi tên bay lên bay xuống đâm vào mình. Vì kiếp trước là người đánh xe, thường dùng sắc nhọn đâm ngựa trâu bò cho chạy mau lẹ. Có thứ ngạ quỷ tên Khum Panda, bị loài cầm thú bay theo cắn mẫu, đau khổ vô cùng. Vì kiếp trước là người làm quan sự kiện ăn hối lộ, tự tư vị sái luật lệ của quốc gia, xử người vô tội cho có tội, người có tội nói vô tội. Có thứ ngạ quỷ tên là Gukha Kadi, thân mình ngập lúc trong hầm phẳng, hai tay đang hốt phân ăn. Ngạ quỷ này kiếp trước là người Bà La Môn, hung ác trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp. Vì quán ghét Phật giáo, nên một hôm người Bà La Môn thỉnh chư Tăng đến cho thọ thực, rồi lấy đồ dơ để trong chén đậy lại. Tới giờ chư Tăng đến thọ thực, y nói gạt rằng: bạch các ngài, giờ thọ thực đã tới, xin thỉnh các ngài đến thọ thực cho no nê. Nếu còn dư thì xin đem về chùa nữa, do nhân ác đã gieo nên khi chết phải xa vào cảnh địa ngục. Địa ngục lửa cháy thật lâu đời, còn sót quả tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Trước mặt chúng ta đây là ngày đầu tiên được hướng dẫn đi xuồng trên sông Bangkok, và đây là lối chợ nhỏ đi hướng về phía sông để đi vào chỗ đi xuồng. Xin được nói tiếp về ngạ quỷ. Đức Phật nói có thứ ngạ quỷ tên là Okilini, thân hình có đầy lửa than, luôn luôn xói xuống
đau đớn khóc la thảm thiết. Người này kiếp trước làm hoàng hậu của đức vua Kalinga, có tánh hung dữ, gây gỗ, ỷ quyền thế, đổ lửa than trên mình người phụ nữ nghịch với bà. Có thứ ngạ quỷ tên Asisaka Banda, thân hình giống như tử thi bị đứt đầu, mắt, mũi, miệng mọc ngay chính giữa ngực. Người này kiếp trước làm giám sát viên, chém đầu tội nhân thật nhiều trong xứ Ma Kiệt Đà. Có rất nhiều ngạ quỷ Papachita, thân hình bị lửa cháy rần rộ, trôi nổi trên hư không, nóng nảy đau khổ vô cùng, kêu la rên xiết. Ngạ quỷ này trước kia thuộc hàng xuất gia trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, vì dễ vui liêu lỏng, không thu thúc trong phạm hạnh, tà mạng phá giới đủ điều, nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục. Hết một thời kỳ Đức Phật còn sót quả phải tái sanh làm ngạ quỷ này. Đây là kể sơ lược những thứ ngạ quỷ mà Đức Mục Kiền Liên đã thấy do nhãn thông và bạch với Đức Phật, để Ngài giải cho môn đệ biết rằng Ngài cũng từng thấy, và Ngài còn cho biết phần nhiều các thứ ngạ quỷ này đều còn sót quả của cảnh địa ngục phải tái sanh làm ngạ quỷ thật lâu đời, phải chịu khổ sợ đói khát nhiều kiếp, có khi đến 10 kiếp hoặc 100 kiếp hoặc 500 kiếp. Chỉ thoát khỏi được là khi nào hết quả và có thân nhân làm phước đến chư tăng, rồi hồi hướng quả lành tùy theo nghiệp nặng nhẹ mới có thể được siêu sanh về nhàn cảnh. Vì vậy, người Phật tử mỗi khi làm phước báo nào cũng nên hồi hướng quả lành đến thân nhân đã quá vãng bằng câu kệ phát nguyện như sau: do phước báo mà chúng tôi trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân quyến đã quá vãng, cầu xin cho các vị ấy hằng được sự an vui và giải thoát. Trước mặt chúng ta đây là con sông chạy dọc theo thủ đô Bangkok, và nhìn trên con sông này thì hai bên nhà ở được chen chúc qua lại với nhau. Và có những khu nhà sàn dọc trên hai bờ sông. Xin nói tiếp về bộ kinh Ngạ Quỷ. Trong bộ kinh Ngạ Quỷ kinh giải có kể ra 24 thứ ngạ quỷ đầy đủ chi tiết như sau. 1. Ngạ quỷ thứ nhất tên là Vantasa, hình tượng kỳ dị, mặt mày nhăn nheo, con mắt tròn vo, lông to sòm sàm, miệng méo mó, ống trơn cong quẹo, bụng trướng to lên, thân hình thôi thúi, răng hô chôm chởm, tay chân nổi gân như dây luộc, cao nhòm ốm nhom, ghẻ lở đầy mình, đói khát nhiều năm, đau khổ vô cùng, khi nghe người khạc nhổ tưởng được no, lòng chạy đến kiếm ăn cho đỡ đói. Ngạ quỷ này có rất nhiều, thường ở gần nhà cửa làng xóm, mấy chỗ dơ bẩn và ống nhổ mà kiếm ăn. Loài ngạ quỷ này trước kia tánh tình bỏng sẻn, không biết làm phước bố thí, lại nhổ nước miếng trong vật thực, đem cho người có giới đức thanh cao. Có khi đi vào chùa xả rác, hoặc nhổ nước miếng trên sân chùa, hoặc chỗ chư tăng đã quét dọn sạch sẽ, không chịu nghe lời chỉ dạy của chư tăng, cứ việc làm càn, không kiêng nể ai, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ hai, ngạ quỷ này tên là Kunapa, thân hình kỳ dị, bụng phệ thòng xuống, mắt cục cầm dài, con mắt bằng cái chén, răng to như cái cuốc, tóc dài phết gót, đầu lớn hơn mình, hình thù ghê gớm, mùi thúi tanh hôi, ăn rồng mũ máu và tử thi, càng ăn chừng nào càng đói chừng ấy, khi thấy tử thi bỏ thì áp lại xé ăn, nhưng vẫn bị đói khát thật lâu đời.
Ngạ quỷ này kiếp trước là người không biết làm phước, tánh nết xấu xa, không sợ tội lỗi, dễ vui cẩu thả, lại gạt chư tăng, ăn thứ thịt mà chư Phật đã cấm theo luật. Tội gạt gẫm chư tăng rất nặng, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Thứ ba, ngạ quỷ này tên là Gutha, thân hình kỳ dị, con mắt ngay xuống, miệng méo lên trên, lông mọc bít hết cổ từng sát vai, đầu to và sói, tóc mọc lưa thưa chung quanh, bụng lớn như trống cái, da đầy gã lát, hôi hám vô cùng, ăn rồng phẫn máu, thường đi gần nhà cầu tiêu để tìm vật thực, đói khát lâu đời, vô cùng đau khổ. Ngạ quỷ này kiếp trước là người hung ác, không tin tội phước, sất sược thái quá, ỷ quyền thế hiếp người tu hành, lại thêm tánh tình bỏng sẻn, tiếc của không nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con thân quyến, để cho mẹ cha đói khát cơ bần. Do quả độc ác ấy, khi chết, phải sa vào địa ngục, đồng sôi thật lâu đời. Khi hết quả, cảnh ấy còn dư sót nghiệp lại, phải làm thứ ngạ quỷ này, ăn rồng là phận máu. Trước mặt chúng ta đây là những con cá tra tự nhiên ở trong khúc sông này, tất cả các tra được nổi giữa dòng sông. Và đặc biệt hai là tới ngay chỗ này thì cá nổi rất nhiều, và những đoàn xe du lịch, đoàn ghe du lịch đến để cho cá ăn. Và giữa sông rộng như vậy không ai đến chài lưới bắt cá, và không có mất một con nào. Thiệt tốt thay người dân Thái Lan, là cá đầy sông tự nhiên như thế không bị bắt, thì tốt lành thay cho chúng sanh loài thủy tộc được sanh tại Thái Lan đây, không biết bị giết chết bừa bãi. Cầu chúc cho các loài cá này sau khi thọ mạng xong, bỏ thân xuất sanh, được gặp Phật Pháp, Minh Sư, Thiện Trí Thức, phát Bồ Đề Tâm và cầu mong giải thoát. Xin tiếp tục. Ngạ quỷ thứ tư tên là Agala, mắt sưng lòi ra ngoài, lửa cháy đầy mình, khói lên nghi ngút, cả ngày lẫn đêm da thịt phồng lên lở lối đầy mình, cháy nóng từ trong tràn ra ngoài, miệng đói khát vô cùng nhưng không chết vì nghiệp ác tạo nên, thường ở nơi núi rừng gần mé biển hoặc cồn bãi. Ngạ quỷ này kiếp trước là người dễ vui cẩu thả, khi dễ chế nhạo chư tăng, do nhân ác đã gieo nên khi chết phải xâm loài ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ năm, ngạ quỷ này tên là Sumikha, miệng nhỏ nhọn như cây kim, thân hình to lớn, thịt nổi có u có nần, móng tay thật dài và nhọn, tay chân gã lát, mình mẩy rong rêu, lông tóc sầm xoàn, đói khát vô cùng, vì không ăn uống được chi cả, thường ở nơi rừng sâu núi thẳm. Ngạ quỷ này kiếp trước là người lòng dạ vô cùng bỏng sẻn, rít rống, không dám tiêu xài, không khi nào làm phước, giàu nhỏ nhen chút ít, bỏ cha mẹ gia quyến, đói khát cơ hàng, không khi nào giúp đỡ Phật chi cả, ham tiền tiết bạc, thâu thập để dành bo bo cất giữ. Do lòng già xấu xa ấy nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Sau khi đi chơi xong trên sông Bangkok, phái đoàn tiếp tục sẽ đi viếng nơi rất là nổi tiếng tại Bangkok. Đây là Grand Palace, và quý vị đang bước vào Grand Palace. Xin được nói sơ qua về Grand Palace. Grand Palace là một cấu trúc của các tòa nhà ở Bangkok, Thái Lan. Nó phục vụ như là nơi cư trú chính thức của các đời vua Thái Lan từ thế kỷ 18 trở lại đây.
Xây dựng các cung điện bắt đầu từ năm 1782 dưới thời trị vì của vua Rama I. Khi ông đi chuyển vốn qua các sông từ Thoburi đến Bangkok, Palace đã được liên tục mở rộng và thêm nhiều cấu trúc đã được thêm vào theo thời gian. Vua hiện tại của Thái Lan là vua Bhumibol Adulyadej, tuy nhiên cư trú tại cung điện là Chitralada. Lịch sử. Khi vua Phật Ramawan đã quyết định di chuyển thủ đô của Simla từ Thoburi về phía tây Bangkok, về phía đông của sông Chao Phraya, ông quyết định xây dựng một cung điện lộng lẫy như một nơi cư trú, cũng như một trung tâm mới của chính phủ. Các khu vực được chọn là tuy nhiên bị chiếm đóng bởi các thương gia Trung Quốc, người mà ông kịp thời yêu cầu di dời. Tháp vàng đã bắt đầu xây dựng vào năm 1782. Ban đầu cung điện bao gồm nhiều tòa nhà bằng gỗ bao quanh bốn mặt với bức tường cao thủ khoảng 1.900m chiều dài, bao quanh diện tích 218.400 thước vuông. Ngay sau đó, nhà vua đã ra lệnh xây dựng các đền thờ của Đức Phật Ngọc, là nơi cá nhân của Monarch tôn thờ và đền thờ hoàng gia. Một khi các cung điện đã được hoàn tất, vua quyết định phải trải qua một buổi lễ đăng quang ăn mừng vào năm 1785. Palace là hình chữ nhật phía tây bên cạnh một con sông và đền thờ hoàng gia nằm ở phía đông, với tất cả cấu trúc phải đối mặt với phía bắc. Cung điện này được chia thành 3 phần tư, bên ngoài khu các khu trung lưu và khu bên trong. Các cung điện trở thành trung tâm của Ratanakan, chính phủ và tòa án hoàng gia đối với hầu hết các triều đại Chaki cho đến triều đại của vua Rama V. Ưa thích để ở tại cung điện Dusit, nhưng vẫn được sử dụng Grand Palace là một văn phòng và địa điểm chính cư trú. Thực hành này được theo sau bởi con trai của ông, vua Rama IV và Rama VI. Trước mặt chúng ta, đây là ngôi chánh điện trong khu hoàng cung Palace. Và đây là khu chánh điện trước mặt chúng ta, và nơi đây không được cho quay phim. Sau đây xin tiếp tục tìm hiểu về chuyện ngạ quỷ do Hòa Thượng Thích Đủ Chân phiên dịch. Ngạ quỷ thứ 6. Ngạ quỷ này tên là Kanya, thân mình cao lớn, cổ cao đầu méo, mắt to lớn lộ ra, mũi vắng, răng hô chôm chởm, lông tóc xù xì, tay chân cong vẹo, bụng rất to lớn, môi sệ, thừa lười, thường ở nơi rừng sâu, chịu đói khát lâu đời, ở xa thấy nước, đến gần lại thấy cạn khô, hoặc thấy thành lửa thành đá. Khi thấy vật thật thì mừng rỡ, nhưng lại gần lấy ăn thì vật ấy trở thành đồ dơ, thành đá hoặc cháy lên lửa, có ngọn táp tới mình. Ngạ quỷ này kiếp trước là người ngu si, không biết tội phước, tánh tình sất sượt, đem bò, trâu, dê phá hoại vườn tược, ao nước của nhà chùa, lại nói vô lễ với chư tăng. Vì nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Thứ 7. Ngạ quỷ thứ 7 tên là Nicha, tội nặng vô cùng, thân mình ốm nhom, ăn uống chi chẳng đặn, trong miệng đuôi mọc ra, rất hôi thối. Ngón tay chân dính lại chỉ có một móng như cái cuốc, bụng phình, rúng lồi, lòng thòng, môi trên thật dài, trễ xuống tới càm.
tai sụ tới vai, tóc mọc bùm xùm. Ngạ quỷ này thường ở rừng sâu, núi thẳm hoặc nơi bùn bãi. Ngạ quỷ này kiếp trước là người tánh tình độc ác. Thấy các bậc sa môn hoặc các người hành khất xin ăn, làm quay chửi mắng khinh người thậm tệ. Lại hay nói đâm thọc người có giới hạnh, cho phân chia phe đảng. Gặp người tàn phế chế giễu đủ điều, không lòng ái trúc. Do nhân đã gieo nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 8. Ngạ quỷ này tên là Sabaka. Đầy mình gã lỡ, rủi nhặn bu đầy, thịt sưng hôi thối, mắt to lộ ra, mũi lớn dài như trống cái, đói khát vô cùng. Khi đói quá chịu không được, lấy móng tay bén như dao cạo móc thịt mà ăn. Vừa ăn vừa khóc đau đớn vô ngần, càng ăn càng đói. Thường ở các nơi thung lũng núi non và cồn bãi thật nhiều. Ngạ quỷ này kiếp trước là người lòng dạ bỏng sẻn, không biết tội phước, vô ơn bạc nghĩa, bất hiếu với cha mẹ, đánh đập ông bà, cha mẹ thân bằng quyến thuộc, phản bội người có ơn mình, không lòng cung kính nể. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 9, ngạ quỷ này tên là Pa Pankha. Thân mình thật to lớn, tay chân cục ngỗng, đầu nhỏ, cổ vắn, da thịt cứng như đất. Lửa cháy đỏ đầy mình cả ngày lẫn đêm, hừng hực như sắc nướng đỏ. Nóng nảy đau khổ đến cực độ, lại bị đói khát cả triệu năm. Ngạ quỷ này rất nhiều, thường ở nơi núi Kỳ Xà Vật và Tuyết Lãnh Sơn. Vì kiếp trước, tánh tình hung dữ độc ác, thù oán, chửi mắng người có giới hạnh, phá hoại của cải, giết hại người không gớm tai, đốt nhà, cửa người vì lòng sân hận, bướng bỉnh ngã mạn, muốn làm cho hơn người, nên gây tội lỗi đầy. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 10, ngạ quỷ này tên là Ajagara. Thân hình như con trăng dài, lớn hơn con voi với nhiều đầu. Khi bị dầu tràn đi thì đầu bò, đầu cọp, đầu méo, đầu voi, đầu gà, đầu khỉ, đầu khác, lâu đời. Lửa cháy đầy mình cả ngày lẫn đêm, kêu la khóc lóc, thê thảm nhưng không chết được. Vì nghiệp ác đã tạo, thường ở nơi rừng núi cồn bãi rất nhiều. Ngạ quỷ này kiếp trước tánh nết hung hăng, thù oán đốt nhà đốt ruộng, miệng nói ra hung dữ, chửi cha mắng mẹ. Các bậc sa môn và người có giới hạnh nói là đồ trâu bò, heo chó. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục thật lâu đời. Khi hết quả tái sanh lại làm người thứ ngạ quỷ này. Trước mặt chúng ta đây là sở thú Sarika Park Zoo. Nơi đây chúng ta sẽ thấy có những cảnh rất là lạ, là con cọp lại nuôi con heo, rồi con voi được vẽ, được múa, rồi những cái con thú được xiếc, rất là hay. Nơi đây, thành phố này gọi là Pattaya. Đây, quý vị thấy rất ngạc nhiên là ba con heo thiệt sự không biết cho ăn như thế nào, quá ốm, được con cọp nuôi. Và sẽ đi thăm dài dài, chúng ta sẽ thấy những con thú đều sống chung với nhau. Cọp nuôi heo, rồi heo lại nuôi cọp. Đây, heo nuôi mấy con cọp con đây. Có lẽ nuôi từ nhỏ nên các con thú này nó trở thành quen thân với nhau. Nơi vườn sở thú đây, những con thú vật như cọp, voi, heo,
sư tử vân vân, tất cả được rèn luyện rất là thuần thục. Thí dụ nơi đây là chị Phương Phan đang cho cọp con để bú sữa. Nhìn cảnh thì rất là dễ thương. Cọp đây gặp bình sữa là đói liền. Có lẽ vì cọp đã bỏ đói quá nhiều ngày nên khi mà gặp chị cho bú thì nó nhảy lên bú liền, chứ không cần phải quào tay chân ai hết. Sau đây xin tiếp tục về chuyện ngạ quỷ. Ngạ quỷ thứ 11, ngạ quỷ này tên là Vemanika. Thân hình mập mập, cao lớn, bụng ngay như bí đao. Lông lá mọc sầm xoàn, phủ kín cả mình khi thọ vui. Khi thọ khổ không đều, tâm tánh hung tợn. Tay cầm khí giới. Ngạ quỷ này thường gọi là Yamaraja, hay gọi là Diêm Vương. Diêm Vương này có khi thọ vui trong nửa tháng, thọ khổ nửa tháng, thay đổi mãi mãi như vậy cho đến khi hết nghiệp. Khi thọ khổ thì tánh nó hung hăng nóng nảy như lửa, chém giết tra khảo và hành tội chúng sanh trong địa ngục. Từ sớm đến chiều, máu lắm đầy mình, sân hận luôn luôn, lại nhịn đói nhịn khát, đau khổ vô cùng. Khi nào thọ vui thì những cảnh khổ ấy tiêu tan mất hết, trở thành một vị chư thiên, an vui, thơ thới, sắc đẹp, tốt, tươi. Hưởng sự khoái lạc nơi cảnh trời có rất nhiều tiên nữ hầu hạ. Ngạ quỷ này vì kiếp trước là người si mê, ai rủ làm chi cũng làm theo. Khi làm tội, khi làm phước, làm theo thói quen. Sát hại sanh vật cũng có, mà làm phước cũng có. Khi làm phước mà vẫn uống rượu, không giữ giới thanh tịnh. Ngạ quỷ thứ 12, ngạ quỷ này tên là Mahidika. Có thân hình lịch sự tốt đẹp như chư thiên, ăn mặc trang điểm, đủ các thứ báu vật. Có thần thông bay trên hư không, nhân thân mình vô cùng hôi thối, lại bị đói khát cả ngàn muôn năm. Thường đi khắp nơi kiếm đồ dơ mà ăn, có khi gặp được vật thật, mừng rỡ lấy đưa vào miệng ăn, thì vật thật ấy lại hóa thành sắc nướng đỏ, cháy cả miệng mồm. Khi nuốt khỏi miệng trở thành sắc nướng đỏ, cháy hết ruột gan, đau khổ không kể xiết. Ngạ quỷ này vì kiếp trước là người xuất gia tu hành, không thọ giới luật chính chắn, hay phá hoại Phật Pháp. Hạng người này tà mạng, này chỉ giả tu để cốt nuôi mạng sống, gạt gặp tín đồ, ham mê lợi lộc, không khi nào thu thúc và nghiêm trì giới hạnh. Do nhân dự đã gieo nên khi chết phải sa vào địa ngục. Khi còn sót quả phải tái sanh lên làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 13, ngạ quỷ này tên là Sushi Loma. Có lông tóc rất nhiều, nhọn như kim đâm khắp cả thân mình, đâm xói từ trên đầu thấu ra miệng. Máu chảy tuôn ra, từ miệng thấu tới cần cổ, từ cần cổ thấu tới ngực, từ ngực lũng thấu tới bụng, từ bụng đâm thấu tới bắp vế và ống quyển. Đâm hoài như vậy luôn luôn không ngừng nghỉ, đau đớn kêu la thảm thiết, trôi nổi bềnh bồng trên như hư không gần núi Kỳ Xà Quạt. Ngạ quỷ này kiếp trước là người đánh xe bò, tính tình hung ác, khi đánh xe đâm trâu bò bằng sắc nhọn. Hơn nữa họ còn là người xấu xa và hay ganh gỗ, hay nói lời độc ác đâm thọc đầu này đầu kia cho người khác sanh ra sự bất hòa, chia phe chia đảng. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Trên đây là một cuộc biểu diễn của heo để biết chọn màu sắc, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu đen như thế nào. Như vậy nếu con thú được rèn luyện thì nó cũng có cái ý nhận thức phân biệt đâu là trúng hay là sai. Ngạ quỷ thứ 15, ngạ quỷ này tên là Ahi. Mình rắn đầu người, lớn dài như trái núi, lửa cháy rần rồi chung quanh mình, dễ dụa nóng la đau khổ ở trong lửa, lại phải chịu sống thật lâu đời
vì nghiệp ác cấu tạo nên không chết được, thường ở nơi rừng núi. Ngạ quỷ này kiếp trước là người nhiều lòng sân hận, câu mâu nhăn nhó, mỗi chút một mỗi sân, tâm địa đen tối như súc sanh, không phân phải quấy đốt nhà cửa người, đốt cả cốc liêu của Đức Phật, không chút ăn năn. Khi chết phải xa vào cảnh A Tỳ địa ngục, thật lâu đời, khi hết tuổi thọ cảnh ấy mới tái sanh làm ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 16. Ngạ quỷ này tên là Nichavi, là thứ ngạ quỷ thân mình mũ chảy tràn trề, phần thì các loại kênh ó diều bay theo cả bài cắn mổ, rớt ra từng miếng thịt. Do quả ác, thịt ấy trở mọc đầy lại, liền đau nhức khóc la thê thảm. Nhưng các loài ấy vẫn không tha, luôn luôn cắn mổ, trôi nổi trên không, gần núi Kỳ Xà Hoạt. Ngạ quỷ này kiếp trước là người đàn bà đang tâm có chồng, còn ngoại tình với kẻ khác, lén lút chia sớt tình thương của chồng cho kẻ khác, mưu hại gạt gẫm chồng, làm bộ làm điều giả dối hai lòng, do nhân ác đã gieo, khi chết phải sa vào địa ngục đồ sôi. Nấu lên đên trong nước đồng sôi thật lâu đời, còn sót quả tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 17, ngạ quỷ này tên là Nimuga, thân hình xấu xa, thịt da cứng rắn, thói tha dính đầy những phẫn, luôn luôn cắm đầu xuống hầm phẫn ngợp thở, phải ăn uống đầy chướng bụng mới trồi lên được, khổ não vô cùng, rồi cũng phải cắm đầu xuống hầm phẫn nữa, luôn luôn như thế ấy. Ngạ quỷ này trước kia tâm tánh đê tiện xấu xa, lén lút tà dâm vợ con người, bất cần già trẻ lại còn hành hạ vợ nhà, làm quai cho kiên sợ, giả bộ tánh tình như người trong sạch ngay thật, nhưng vắng mặt vợ lại mèo mỡ, vợ nhà chịu đau khổ do nhân dự đã gieo, nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục. Bị quỷ sứ bắt leo lên cây gòn bằng sắt cháy đỏ có gai thật bén, leo lên leo xuống lũng xẻ mình mẩy, đau khổ hàng triệu năm. Khi còn sót quả sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 18. Ngạ quỷ này tên là Sukara, hình tướng dị kỳ, mình người đầu heo, trong miệng có đuôi, mọc ra trám đầy cả miệng, ăn uống chi cũng không được, phải chịu đói khát khổ sở vô cùng, lại có dòi bò lúc nhúc rút vào miệng, lỡ lối hôi thối như thây ma, đau khổ thật lâu đời, thường ở nơi rừng sâu núi thẳm hoặc gần núi Kỳ Xà Hoạt. Ngạ quỷ này kiếp trước là người không biết đạo đức, tánh nết đê hèn, không có lòng thành thật, thường hay nói láo nói đâm thọc làm cho người chia rẽ, có khi lại nói phao vu để hãm hại người, khi thì nói lời độc ác, chửi mắng không kiêng nể ai, do nhân ác đã gieo nên khi chết phải sa vào A Tỳ địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời, khi còn sót quả tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 19, ngạ quỷ này tên là Mangula, là ngạ quỷ có hình tướng dị kỳ, trông đáng ghê sợ, da thịt xù xì, lông lá sầm sò, cù lát đầy mình, mùi thối tanh hôi không ai chịu được, răng hô ra chởm chởm, trôi nổi trên hư không, những con kênh ó diều có bài có lũ áp lại cắn mổ đau đớn, khóc la thảm thiết, mắt lộ như chim ụt, bụng lớn như trống cái, tay chân cong vào. Ngạ quỷ này kiếp trước là người phụ nữ lên đồng cốt, giả dối cho là linh thiêng, lừa gạt người để uống rượu và sát sanh để cúng quỷ thần, mưu sĩ đủ cách để bóc lột người, do nhân dự đã gieo nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục nước chua như là axit. Thứ nước này khi đụng vào mình thì làm cho đau rát và thành lở lối da thịt, từ nhỏ ra to, đốt nóng, chết đi, sống lại, đau khổ thật lâu đời khi còn sót nghiệp ác, tái sanh lại làm thứ ngạ quỷ này. Và quỷ thứ 20, ngạ quỷ tên là Chakata, có cả mấy muôn thân hình ốm gầy, còn da bọc xương, đối khác phi thường,
có lối 90 kiếp quả địa cầu không quần áo cơm nước chi cả, đói khát đến đổi đứng lên té xuống, mà xỉu ngất người khóc than thảm thiết. Ngài quỷ này kiếp trước thuở Đức Phật Vipassi là Tỳ Bà Thi, là người giúp việc làm phước cho ba vị thái tử để dâng cúng vật thực đến Đức Phật và mười muôn chư tăng. Nhưng khi nấu chín xong, chưa đến giờ thọ trai, Đức Phật và chư tăng chưa tới, con khóc đòi ăn. Ban đầu múc bới cho vợ con ăn chút ít, sau cùng rồi họ cùng lấy ăn theo. Vật thực để dâng cúng đến chư tăng và chư tăng, nhưng họ lấy ăn trước. Do tội ăn trước vật thực dâng cho chư tăng, nên khi chết phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời, còn sót quả phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ thứ 21. Ngạ quỷ này tên là Kukuta, nhiều vô số kể, đầu láng tròn không tóc, ốm gầy, bụng phình lớn như trống cái, chân cẳng sẹo sọ, ban ngày tay cầm búa to, kiếm đập đầu chảy máu, dầm về bể nát cả sọ, sưng hết mình mẩy, ban đêm lại thì lửa cháy dữ dội đầy cả mình, phỏng lỡ đau khổ kêu cha mẹ khóc than nghe thảm thiết. Khi sáng ra lửa tắt hết lại cầm búa đi kiếm nhau đập nữa, thả không lo làm ăn, tối ngày chỉ lo đá gà đá cá chọi trâu để cá nhau ăn tiền, cờ bạc rượu chè nuôi gà đầy nhà, nếu đá ăn thì vui mừng hớn hở uống rượu lè nhà, nếu đá thua thì làm thịt uống rượu, chẳng chút từ tâm ăn năn hối hận do nhân ác đã gieo, khi chết phải sa vào địa ngục, bị lửa đốt thật lâu đời, khi còn sót quả tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Thứ 22, ngạ quỷ này tên Asisa, hình tướng lạ kỳ hơn các thứ ngạ quỷ khác, có mình nhưng không đầu, mắt mũi miệng mọc ngay giữa ngực, tay chân cong queo, bụng lớn như trống cái, có những kênh kênh ó diều bay lại có bầy, cắn mẩu luôn luôn, máu mủ chảy đỏ dầm về đầy mình, trôi nổi trên hư không, đau đớn khóc than, nghe tiếng nghe thê thảm. Ngạ quỷ này kiếp trước kia là người tánh tình hung tợn, nóng nảy như lửa, chém giết người không gớm tay, là giám sát trong xứ Vương Xá, chém đầu người vô số kể, chẳng chút từ tâm, do nhân dữ đã gieo, khi chết phải sa vào cảnh A Tỳ địa ngục thật lâu đời, còn sót quả tái sanh làm thứ ngạ quỷ không đầu này. Ngạ quỷ thứ 23. Ngạ quỷ này tên là Satikuta, thân hình cao lớn như núi, có lối 60 cái búa sắt cháy đỏ hừng lớn bằng tảng đá, bay lên bay xuống đập vào đầu ngạ quỷ này sưng lên, bể tan nát rồi hoàn lại như cũ, bị hành luôn luôn như thế ấy, đau khổ rên la thảm khóc, thường ở rừng sâu núi thẳm. Ngạ quỷ này kiếp trước là người tánh tình nghênh ngang phách lối, biết nghề bắn đạn thật tài, gặp Đức Phật độc giác đi khất thực, làm phách bắn chơi, làm cho ngài phải lủng lỗ tai bên này, thấu qua bên kia. Do nhân ác đã gieo, nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục, bị lửa đốt thật lâu đời, khi còn sót quả phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Và sau cùng là ngạ quỷ thứ 24. Ngạ quỷ này tên là Papachitta, mang sắc phục người tu, lửa cháy rần rộ đầy cả mình, trôi nổi tới lui trên hư không, nhiều không số kể, đau khổ khóc than,
nghe buồn thảm còn hiện đến bây giờ. Ngà quỷ này kiếp trước là bậc xuất gia trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, không thu thúc trong giới hạnh, ăn ngủ suốt ngày, phá giới đủ điều, nhưng không chịu ăn năn sám hối, ham muốn quá độ, nuôi mạng bằng cách tội lỗi và tà vại, bợ đỡ người thế, muốn được nhiều danh lời, không cần mẫn thực hành chân chánh giáo lý của Đức Phật. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời, còn sót quả, phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Và đây là show biểu diễn cá sấu cũng trong khu vực vườn thú. Xin mời quý vị xem. Xin tiếp theo chuyện ngạ quỷ. Đây là kể sự tích người phải sanh làm ngạ quỷ và nhờ quyến thuộc làm phước hồi hướng cho mới được siêu sanh nơi nhàn cảnh. Một thuở nọ Đức Phật ngự tại Trúc Lâm Tự gần thành Vương Xá. Một hôm Đức Vua Tần Bà Sa đang ngủ mơ màng, thoạt nhiên nghe những tiếng người khóc than nô nức đông đầy, có hơn 80 người. Chợt tỉnh ra thấy những người hình tướng dị kỳ ốm nhom, còn da bọc xương cao lớn, bụng to, lông tóc bù xù, thân thể lõa lồ trông rất ghê sợ, khóc than kêu la đối khác, xin ngài cho vật thật. Sáng ra Đức Vua cho người sắm sanh thực phẩm đủ thứ, đem cúng cho các hàng ngạ quỷ ấy. Nhưng khi tối lại cũng thấy la khóc đòi vật thật như đêm trước. Sáng ngày, Đức Vua vào chùa bạch Đức Phật câu chuyện ấy. Đức Thế Tôn bèn giải rằng: Đại Vương, các hàng ngạ quỷ ấy là thân quyến của Đại Vương cách đây 91 kiếp quả địa cầu, là những người trước kia lo coi nấu nướng vật thực để dâng cúng Đức Phật tỳ bà thi, và 10 muôn chư tăng. Khi làm xong chưa đến giờ thọ trai, các con khóc lóc đòi lấy cho ăn chút ít, lần lần đến vợ và sau họ cũng múc ăn trước, làm như là như vậy lối 3 tháng, nên sau khi chết phải sa vào địa ngục thật lâu đời. Vì tội ấy, vật thật dâng cúng đến Đức Phật và chư tăng mà ăn trước, khi xót quả lại tái sanh làm ngạ quỷ, phải chịu đối khác hơn 90 kiếp của quả địa cầu, không từng được miếng vật thật nào vào miệng. Đức Vua bạch với Đức Thế Tôn phải làm cách nào cho các hàng ngạ quỷ ấy được siêu thoát. Đức Phật dạy rằng: Nếu thỉnh chư tăng làm phước trai tăng rồi hồi hướng quả lành thì mới thọ hưởng được. Liền khi ấy Đức Vua thỉnh Phật và chư tăng ngày mai đến thọ trai. Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách làm thinh. Sau khi thực phẩm đã làm xong, Đức Vua cho người đến thỉnh Đức Phật và chư tăng đến thọ thực, và đồng thời hồi hướng quả lành ấy đến các hàng ngạ quỷ. Các hàng ngạ quỷ ấy vui mừng thọ hưởng phước báo xong thì thân mình trở nên mập mạp, tốt tươi, thơi thới, an vui. Đến tối lại, các hàng ngạ quỷ cũng cho Đức Vua thấy hình tướng tốt đẹp, nhưng còn bị lạnh lẽo, vì thân thể còn lõa lồ. Sáng lại, Đức Vua bèn thỉnh Đức Phật và chư tăng đệ dâng cúng y để hồi hướng đến các hàng ngạ quỷ. Liền khi ấy, các hàng ngạ quỷ lãnh được đầy đủ phước báo, có y phục đầy đủ tốt đẹp và được siêu sanh nơi nhàn cảnh. Đức Phật nói chúng sanh
lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Như vậy, Atula là gì? Nay chúng ta hãy tìm hiểu về danh từ Atula. Theo phẩm Atula trong kinh Tăng Nhất A Hàm 3, thì thân hình của Atula cao 84.000 do tuần, miệng rộng mỗi bề là 1.000 do tuần. Hình tượng Atula có nhiều thuyết khác nhau. Có thuyết cho rằng Atula có 9 đầu, 1.000 mắt, 990 tay, 6 chân, miệng phun lửa, thân to gấp 4 lần núi Tu Di. Thuyết khác nói rằng Atula có 1.000 đầu, 2.000 tay hoặc 10.000 đầu, 20.000 tay hoặc 3 đầu, 6 tay. Có chỗ nói rằng Atula có 3 mặt màu xanh, đen, giận dữ, lõa hình và 6 cánh tay. Theo Kinh Lăng Nghiêm, Atula có 4 chủng loại. Thứ nhất, noãn thanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Thứ nhất, loài Atula sanh ra từ trứng, gọi là noãn sanh, thuộc về quỷ thần. Nhờ phước giữ gìn chánh pháp nên có thần thông, ăn ở trong hư không. Hai, loài Atula sanh từ bào thai, gọi là thai sanh, thuộc về loài người, vốn ở cõi trời nhưng do kém đức nên bị đọa. Các Atula này cư trú gần mặt trời, mặt trăng. 3. Loài Atula sanh ra từ nơi ẩm ướt, gọi là thấp sanh, thuộc về súc sanh. Loài Atula này sống trong biển cả, thường dạo chơi trong hư không, tối về ngủ dưới nước. 4. Loài Atula do biến hóa sanh, gọi là quá sanh, thuộc về loài trời. Đây là loài Atula giữ gìn thế giới, có thế lực mạnh mẽ, không sợ sệt, có khả năng tranh đấu với trời Ma Vương, Đế Thích và Tứ Thiên Vương. Theo Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Atula có 3 bậc. Bậc trên là Atula Vương, bậc giữa là Atula Dân, bậc dưới là Atula Nữ. Loài Atula thường giận dữ, rất hiếu chiến, ham tranh đấu nên chịu những lao khổ mãi mãi. Ngược lại với vẻ hung tợn và uy dũng của Atula Nam, các Atula Nữ cực kỳ xinh đẹp. Những trận đánh khốc liệt giữa Atula Nam với Thiên Nam để tranh giành mỹ nữ xảy ra thường xuyên. Về nghiệp nhân của các loài Atula, các kinh thường nêu ra 3 loại nhân chủ yếu khiến cho chúng sanh tái sanh vào loài Atula là sanh, mạng và nghi. Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt liệt kê cụ thể 10 thứ nhân làm cho chúng sanh phải tái sanh vào loài Atula. Đó là: thứ nhất, thân làm việc ác nhỏ, miệng làm. Thứ hai, miệng nói lời ác nhỏ. Thứ ba, ý nghĩ điều ác nhỏ. Thứ tư, khởi tâm kiêu mạn. Thứ năm, khởi tâm ngã mạn. Thứ sáu, khởi tâm thượng mạn. Thứ bảy, khởi tâm đại mạn. Thứ tám, khởi tâm tà mạn. Thứ chín, khởi tâm mạn mạn. Thứ 10, lui sụp các căn lành. Như vậy, về đại thể, Atula là loài thần có phước báo hơn loài người và kém hơn phước báo của chư thiên. Phi thiên có nghĩa là Atula có một số phước báo gần bằng những chúng sanh trong cõi trời, nhưng không hoàn thiện như loài trời. Bất đoan chính và không ngay thẳng, có nhiều tật xấu, tâm địa bất chính. Những nghiệp nhân căn bản để tái sanh vào Atula đó là thường giận dữ, nóng nảy, ưa gây gổ, hung hăng và hiếu chiến, cống cao ngã mạn, tự cao tự đại, khinh khi coi người khác rẻ, không xem ai ra gì, luôn nghi ngờ xét nét mọi người, mọi việc không có lòng tin. Những người có chút phước báo mà không khắc
phục được nóng giận và tự cao, rất dễ tái sanh vào Atula. Tuy Atula không phải là tam đồ ác đạo, thọ khổ triền miên như những chúng sanh trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, nhưng vẫn chịu nhiều phiền não tranh chấp, ít có điều kiện thắng duyên tu hành, ngoại trừ loài Atula gọi là noãn sanh, sanh ra từ trứng, biết hộ trì chánh pháp, ủng hộ người tu. Còn các Atula khác thì lo mãi miết đánh nhau, gây chiến, tạo binh đao khói lửa triền miên nên rất thống khổ. Do vậy, trong quá trình sống, tu học cần chuyển hóa nóng giận, ngã mạn và nghi ngờ, đồng thời nên nguyện sanh tịnh độ, một cảnh giới đầy thù thắng duyên, và nhất là không bị thối đọa trở lại. Sau đây chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu một cõi trong sáu cõi lục đạo luân hồi mà chúng ta luôn thắc mắc. Cõi đó chúng ta thường gọi là địa ngục. Như vậy địa ngục là cõi thật như thế nào, hình tướng là sao, và chúng sanh trong địa ngục là những ai, và ai là diêm vương, và ai là những loài cai quản địa ngục. Xin mời lắng nghe câu chuyện về địa ngục. Diêm vương là chúa của loài ngạ quỷ, có lúc cũng hưởng thọ lạc, tức được ở trong cung điện có thiên viên, có những vũ nữ quanh vây ca múa, có lúc cũng bị cảm thọ khổ, chính là quả nghiệp trong địa ngục ấy. Gọi là quả của nghiệp, tức là quả của nghiệp bất thiện, được giải rộng như sau. Chúa ngạ quỷ lúc còn ở nhân loại đã thường tạo nghiệp bất thiện và nghiệp thiện. Sau khi mệnh chung được sanh lên cõi tứ thiên vương, tái tục bằng tâm quả thiện, vô nhân cũng có, bằng tâm quả nhị nhân cũng có, tâm quả tam nhân cũng có, giống như các chư thiên. Đó là do mãnh lực của thiện nghiệp. Trước mặt chúng ta, đây là hình con heo sẽ bắt cái số nào ở đúng với cái con heo của nó. Thí dụ như bây giờ đang sắp số thứ không thứ tự là số 2, số 6, số 5, số 4 ở trên con đường, và con heo sẽ nhặt cái số nào để cùng giống cái con số mà ở cuối bức tường đã ghi. Sự luyện tập một thời gian, heo cũng có sự suy nghĩ, hiểu biết để nó chọn những cái con số mà nó bắt đúng. Như vậy các loài súc sanh mặc dầu không được sự hiểu biết sâu sắc như con người, nhưng qua thời gian huấn luyện, dầu ngu như heo, như bò, nhưng nó cũng có thể làm được những điều hay. Ví dụ đây con heo nó bắt con số 6, nó sẽ luyện đúng ngay cái chỗ cái con số 6 đó. Do vậy những loài heo cũng có khả năng hiểu biết, như chúng ta đã xem qua heo, cọp và những con thú gần như là không có trí, nhưng qua thời gian đều hiểu biết hết. Và đây là loài heo để chạy đua. Do vậy chúng ta nên đừng sát sanh, vì tất cả mọi sinh vật đều có một linh tính, vì nghiệp thức nên phải chuyển làm loài súc sanh thôi. Và đây là những con heo bắt đầu chạy đua đây. Xin tìm hiểu tiếp tục về cõi địa ngục. Vậy là diêm vương là gì? Tiếp tục. Bởi vậy chúa của nhóm ngạ quỷ ấy mới có thể chứng được đạt đạo quả được. Còn trong thời bình nhật cũng có lúc cảm thọ quả thiện, có lúc phải cảm thọ quả bất thiện, xứng với nghiệp mà mình đã tạo. Chúa của nhóm ngạ quỷ nào đạt được thánh đạo rồi, thì chúa của nhóm ngạ quỷ đó sẽ luôn luôn hưởng thọ lạc của thiện kể từ lúc đạt được thánh đạo trở đi.
Trong mỗi hầm đại địa ngục không phải chỉ có một Kim Vương, mà thật sự có đến 4 vị tại 4 cửa hầm đại địa ngục. Vì lẽ ấy tổng cộng có 32 vị Diêm Chúa. Trong cả thể 8 đại địa ngục ấy, mỗi hầm có 4 cửa, tổng cộng 32 cửa. Trong mỗi cửa có 4 hầm địa ngục, tổng cộng là 128 hầm. Và trong mỗi cửa có một vị Diêm Vương, tổng cộng có 32 vị Diêm Vương. Sau khi đi chơi về, phái đoàn sẽ được ăn cơm tại Pattaya. Và đây là buổi ăn cơm rất là ngon. Và đây là bàn cơm chay, vừa ăn cơm và được xem những người Thái Lan ca vũ nhạc của người Thái. Và giờ này khoảng là 7 giờ tối tại Pattaya, thành phố du lịch mà khi xưa đây là trạm đảo của quân đội Hoa Kỳ thì chiếm đóng khi mà còn là chiến tranh Việt Nam. Sau này nơi đây không còn quân đội Hoa Kỳ nữa và nhường lại là chỗ khu du lịch ăn chơi của người Thái Lan, và thành phố này được gọi là Pattaya. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam Thank you.
Sau khi đi chơi hôm nay tại Pattaya và ăn cơm xong, thì phái đoàn được ngủ tại hotel rất lớn là Hotel Furama tại Pattaya, một trong những hotel lớn. Và hotel này đứng trên lầu cao, nhìn được ra bờ biển. Và đây là bờ biển rất là trong sáng, sạch sẽ, nhìn toàn bộ cái nơi khu du lịch tại Pattaya. Đây là buổi ăn điểm tâm sáng đầu tiên tại Pattaya. Sau buổi ăn sáng này, phái đoàn sẽ được đi bằng tàu đi qua đảo từ đất liền của Pattaya qua đảo khoảng 10 cây số, và sẽ đi tàu qua bên biển đó để được tắm biển và ăn cơm. Xin được tiếp tục nói về cảnh địa ngục. Những người cai ngục trong địa ngục này không phải là chúng sanh sanh trong địa ngục. Vì việc tái sanh của nhóm cai ngục này sanh lên do nghiệp ly bất thiện, tương xứng với nghiệp dẫn đến cảnh giới địa ngục. Được giải rằng, nhóm cai ngục này có sanh chủng là quỷ sứ và tái tục bằng thiện nghiệp tương xứng dẫn đi tục sanh trong cõi địa ngục. Nếu có người hỏi rằng cai ngục không phải là chúng sanh địa ngục, nhưng vì sao lại sanh trong cõi địa ngục ấy? Trả lời, vì khoảng giữa chỗ vẫn có sinh mạng, có sự quan hỷ với việc não hại hoặc giết các chúng sanh, như chúng sanh địa ngục chẳng hạn. Giải rằng, thiện nghiệp pha lẫn với ác nghiệp, tức là sự thích thú trong việc não hại chúng sanh, có khả năng dẫn cho tái sanh trong cõi địa ngục, luôn cả cho có thân hình thích hợp với việc hành hình giết các chúng sanh địa ngục. Thế nên, nhóm cai ngục này mới có thân hình to lớn, cường tráng, có sức mạnh hơn các chúng sanh địa ngục khác, và biểu lộ hình tướng rất hung dữ, có khả năng làm cho các chúng sanh ở địa ngục sợ hãi, khiếp đảm, như loài quạ, loài chó, v.v. sanh trong địa ngục này cũng có thân hình to lớn, đáng sợ. Tất cả nhân loại đang sống trong cõi địa ngục này thường có tánh sai biệt, như sống thiện hạnh, người sống ác hạnh, tâm tánh đa dạng. Nơi đây chỉ tóm tắt bốn loại tương xứng với sở hành của mọi người là: thứ nhất, một người sống trong thế gian này thích hành thiện. 2. Có một số người trong thế gian này vừa hành thiện cũng vừa hành ác. 3. Có một số người trong thế gian này thường hành ác hơn hành thiện. 4. Có một số người trong thế gian này chỉ chuyên về hành ác. Trong bốn hạng người này, thì hạng người thứ nhất là hạng người trong thế gian này thích làm hành thiện. Thì người này trong lúc lâm chung thường nhớ đến việc thiện mà mình làm. Do đó, hạng người này thường thoát khỏi bốn cõi khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Còn hạng người thứ hai là hạng người mà vừa làm thiện và cũng vừa làm ác. Thì hạng người này nếu không tự mình nhớ tưởng đến điều thiện được, có thân bằng quyến thuộc nhắc nhở cho họ nhớ được điều thiện đã làm, cũng có thể giúp cho họ thoát khỏi khổ cảnh được. Ngoại trừ người ấy tự mình không nhớ đến điều thiện mà mình đã làm, và cũng không có người thân nào nhắc nhở cho, mà chỉ mang nỗi buồn phiền hay hối tiếc. Với tấm trạng như vậy, người ấy sẽ không thoát khỏi cảnh khổ. Còn hạng người thứ ba là hạng người chuyên môn làm ác nhiều hơn làm thiện. Thì hạng người này do tự mình tạo bất thiện nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp,
cho nên khó tưởng đến điều thiện. Ngoại trừ nhận được sự giúp đỡ của người khác, mà người giúp đỡ này phải hết sức khéo léo, thì người ấy mới có thể thoát khỏi khổ cảnh được. Nếu chỉ là sự giúp đỡ thông thường, thì người ấy không thể an trú trong điều thiện được. Khi ấy, hạng người này chắc chắn sẽ rơi vào khổ cảnh. Còn hạng người thứ tư là hạng người chuyên trong thế gian này làm điều tội ác, thì hạng người này thường không thoát khỏi khổ cảnh, ngoại trừ là gặp được bậc chánh đẳng chánh giác hoặc là bậc đại thanh văn mới có thể giúp được. Và muốn nhận được sự giúp đỡ từ các vị ấy, người này phải có thiện lực, thiện nghiệp mạnh từ nhiều đời trước trong quá khứ. Hạng người chuyên môn làm ác trong thế gian này rơi thẳng vào địa ngục, chớ không dịp gặp Diêm Vương thẩm vấn. Còn hạng người thứ hai và thứ ba là hạng người thứ hai là vừa thiện nhiều và ác cũng có, hoặc là ác nhiều và thiện cũng có. Thì hai loại người này có cơ hội gặp được Diêm Vương để Diêm Chúa sẽ thẩm vấn, gạn hỏi đến năm vị thiên sứ, rồi sau đó mới đi chịu cảnh thọ khổ trong địa ngục ấy. Sau khi người ấy rơi xuống địa ngục, các cai ngục sẽ dẫn người ấy đến gặp Diêm Vương. Câu hỏi của Diêm Vương về năm vị thiên sứ là: một, thiên sứ thứ nhất là sự sanh, sự chào đời của bé. Thứ hai, thiên sứ sự già, tức là người già sống trên đời hay có mặt trên cõi người. Thứ ba là thiên sứ bệnh tật, tức là người bệnh có hiện hữu trên cõi nhân loại. Thứ tư là thiên sứ về sự chết, tức là người chết, sự hiện hữu hiện tượng chết trên cõi nhân loại. Thứ năm, thiên sứ là người bị hành tội, tức sự hành hình của pháp luật ở trong nước, chẳng hạn như trộm cắp, cướp bóc, giết người, vân vân. Trước mặt chúng ta đây là phái đoàn đang rời từ Pattaya để được đi bằng chiếc tàu đi qua một cái đảo nhỏ ở giữa con sông này. Thì từ đây qua đảo ít nhất cũng được 10 mao hoặc là được nửa tiếng đường sông. Và quý vị sửa soạn quần áo tắm, khăn tắm cho một ngày trực đi chơi biển. Và sau đây xin phép tiếp tục nói về cõi địa ngục. Sau khi người thiện và người ác làm tội trên thế gian thì được gặp Diêm Chúa, thì Diêm Chúa có câu hỏi rằng: này người kia, bây giờ ta sẽ hỏi, khi còn ở trên cõi người, ngươi có từng thấy một đứa trẻ mới sanh ra nằm trên vật nhơ nhớp chăng? Chúng sanh tội phạm đáp rằng: tôi từng thấy. Diêm Vương hỏi tiếp rằng: khi người thấy đứa bé mới sanh ra như vậy, ngươi có nghĩ rằng ta đây vẫn còn tái sanh nữa? Vậy ta phải cố gắng bố thí trì giới, tu tiến để thoát khỏi sự sanh khổ ấy không? Chúng sanh địa ngục ấy, sau khi nghe câu hỏi của Diêm Chúa như thế rồi, nếu ngay lúc ấy nhớ lại được sự thiện, thì sẽ thoát khỏi địa ngục ngay và sẽ được sanh lên cõi người hoặc thiên giới. Nếu trong khi ấy không nhớ được thiện sự thì đáp rằng: tôi từng thấy đứa bé sanh ra thật,
nhưng tôi không có suy nghĩ gì ngoại trừ thỏa thích vui mừng theo thường tình của thế gian thôi. Diêm Vương bèn phán rằng, nếu vậy, đây chính là sự dễ vui của ngươi, mặc dầu ngươi đã thấy sự sanh như vậy, mà ngươi vẫn vui mừng thỏa thích. Sự vui mừng và dễ vui này khởi lên từ nơi ngươi, không phải do cha mẹ, vợ con, anh em hay bạn bè, thầy tổ hoặc chư thiên làm cho ngươi. Vậy chính ngươi phải thọ nhận quả báo mà ngươi đã làm. Không có ai thọ nhận thay ngươi được. Ngươi đã hành động như thế nào, ngươi sẽ nhận lãnh quả báo như thế ấy. Rồi Diêm Vương phán tiếp rằng, vậy ngươi có từng thấy người già, người bệnh, người chết và kẻ tội phạm chăng? Chúng sanh địa ngục ấy đáp rằng, tôi từng thấy. Diêm Vương phán hỏi tiếp rằng, lúc người thấy người già, người bệnh, người chết hoặc kẻ tội phạm, ngươi có suy nghĩ rằng chính ta đây cũng bị già, bệnh và chết? Ta hãy tinh cần bố thí, trì giới, tu tiến để làm chỗ nương tựa cho chính mình và có thể giúp mình thoát khỏi cảnh sự đau khổ ấy chăng? Chúng sanh địa ngục đáp, sau khi nghe phán hỏi thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, nếu nhớ được thiện sự thì trả lời giống như câu trả lời trong thiên sứ thứ nhất. Đối với người nào sau khi làm các thiện sự có hồi hướng phước cho Diêm Vương, sẽ được Diêm Vương cố gắng giúp cho người ấy nhớ lại các thiên sứ ấy. Vậy người sau khi tạo phước bố thí, trì giới, tu tấn rồi, hãy hồi hướng phước báo đến Diêm Vương. Diêm Vương sẽ nhớ được vì đã từng nhận phước nơi người ấy. Nếu người nào sau khi bố thí, trì giới, tu tấn nhưng không có hồi hướng phước đến Diêm Chúa, Diêm Vương không thể nhớ được thiện sự của người ấy. Sau khi Diêm Vương gợi ý mà người ấy vẫn không nhớ được, vẫn ngồi im lặng, bấy giờ các cai ngục đem người ấy ra hành tội tùy theo ác nghiệp mà người đó đã làm. Nếu Diêm Vương nhớ được thiện nghiệp của người ấy thì sẽ nói lên, người ấy nghe Diêm Vương nói lên như vậy cũng nhớ được rằng ta đã từng bố thí, trì giới, tu tiến như vậy. Như vậy, ngay lúc nào nhớ được thiện nghiệp của mình, liền khi đó người ấy thoát khỏi địa ngục. Việc nhắc nhớ như vậy, gợi ý của Diêm Vương là nhân, việc nhớ được thiện nghiệp của mình là quả. Việc nhớ được thiện nghiệp của mình là nhân, và việc thoát khỏi địa ngục là quả. Trước mặt chúng ta đây là cái trò chơi trên biển, là một chiếc tàu kéo 5 người, người trên biển, và biển rất là êm. Tuy nhiên vì tàu chạy nhanh quá nên một hồi rồi 5 người này bị lật úp chiếc tàu. Và đây là cảnh tàu bị lật úp. Và mọi người phải uống một chút xíu nước. Tuy nhiên cảnh này rất là vui. Đây, chiếc tàu bị lật úp rồi, té xuống rồi, 5 người bơi rồi, mọi người chơi với phải. Tuy nhiên có mang phao theo trong người nên không sao, không có gì nguy hiểm, nhưng cũng đáng sợ hãi. Và đây là lật úp tàu, và mọi người cố gắng bám theo tàu để bám lên chiếc phao để leo lên. Và cảnh tượng này rất là nhiều kỷ niệm khi mà đi cuộc vui 10 ngày này. Sau đây chúng ta xin tiếp tục về việc tìm hiểu về địa ngục. Việc phân tích tội lỗi của chúng sanh rơi trong địa ngục. Thứ nhất, vua chúa, đại thần và kẻ có quyền lực, nhiều thân lực, tài sản lực, uy lĩnh lực,
khi còn làm người, não hại người thấp kém hơn mình một cách phi pháp, hoặc là bọn đạo tặc cướp phá xóm làng, chỉ đến giết người gom lấy tài sản rồi tẩu thoát. Hạng người nói trên, sau khi chết, phần nhiều rơi vào địa ngục, thọ khổ. Người nào não hại, sát hại tỳ khưu, sa di, đạo sĩ, hay đao phủ thủ, có nhiệm vụ giết người, chư tỳ khưu, sa di, kẻ ác, vô, liêm sĩ. Những hạng người này sau khi chết phần nhiều đọa vào cảm thọ khổ trong địa ngục hắc thằn, hoặc người nào giết cha giết mẹ cũng đọa vào địa ngục hắc thằn để thọ khổ. Thứ ba, người chuyên huấn luyện voi ngựa, bò trâu vân vân, hay người nào não hại chúng sanh là những loại thú của mình có được để tạo lợi ích riêng, với sự không có tâm từ thương xót, hay người săn bắn chim thú vân vân. Những người như thế sau khi chết phần nhiều thọ sanh vào địa ngục chúng hiệp để thọ khổ. Hạng ngư phủ, kẻ phá rẫy rừng, đốt rừng nơi có chúng sanh nương sống, hoặc người giam cầm chúng sanh như chim vân vân rồi mang đi sát hại, người uống rượu say để hãm hại người khác. Những hạng người này sau khi chết phần nhiều rơi vào địa ngục tiểu khiếu quán. Thứ năm, người trộm tài sản của cha mẹ thầy tổ, hoặc trộm của tỳ khưu sa di đạo sĩ, người có giới luật khiến cho họ gặp khó khăn, hoặc trộm vật tôn thờ mà thí chủ dân cúng cho tam bảo, hoặc lường gạt lấy đồ của người và trộm cắp. Những người này sau khi chết phần nhiều rơi vào cảm thọ khổ trong địa ngục đại khiếu quán. Thứ sáu, người đốt liêu cốc, chánh điện, tịnh xá, giảng đường, đền đài làng xóm, phá hủy tháp miếu, sau khi chết đọa vào địa ngục tiểu viêm nhiệt. Thứ bảy, người có suy nghĩ chánh pháp không tốt đẹp, không có cốt lõi lợi ích chi cả, còn phi pháp thì lại nghĩ là tốt đẹp, hoặc người có đoạn kiến, tức nghĩ rằng chết là hết, không tái sanh ra lại nữa. Trước mặt chúng ta đây là buổi ăn cơm trưa sau khi đi chơi ở trong đảo, và trên đảo đây có rất là nhiều loại thủy sản, từ cua, tôm, mực, nghêu, sò, ốc hến vân vân, rất là nhiều. Và đây là bữa ăn trên đảo, chơi ở ngoài Pattaya, và bên phần ăn chay cũng đầy đủ thịnh soạn. Và đây là bên phần ăn chay, và mời quý vị xin nghe tiếp về các cõi địa ngục. Người có suy nghĩ rằng chánh pháp không tốt đẹp, không có cốt lõi lợi ích chi cả, còn phi pháp thì lại nghĩ là tốt đẹp, có cốt lõi. Hoặc người có đoạn kiến, tức nghĩ rằng chết là hết, không tái sanh lại nữa. Và người có thường kiến, tức là chấp rằng khi làm chó, làm người nghèo, làm người giàu, làm chư thiên, làm phạm thiên vân vân, rồi sẽ tái sanh trở lại chó, nghèo, người giàu, là chư thiên, là phạm thiên y như cũ, không thay đổi. Và người nào có vô hữu kiến, tức nghĩ rằng hành thiện như trì giới, tu tiến, trao dồi chánh kiến vân vân, chẳng có quả báo chi cả. Việc ác như sát sanh, trộm cướp vân vân cũng chẳng có tội chi cả. Người có vô nhân kiến, như là nghĩ rằng làm người, làm thú, làm người giàu, người nghèo, có sắc tốt đẹp, trường thọ, yếu tử, bệnh hoạn, vô bệnh, thông minh, ngu dốt vân vân, đều là tự nhiên, không có nguyên nhân chi cả. Hay người nào có vô hành kiến, tức là chúng sanh làm điều gì cũng đều không có quả báo, sự sống đây cũng không có nhân, và người khuyến dụ người tin theo tà kiến của mình. Những hạng người ấy sau khi chết đọa vào địa ngục gọi là địa ngục đại viêm nhiệt,
hoặc địa ngục Quỳnh Truyền. Vì theo nghiệp mà mình phải tạo, đã tạo nhiều hay ít. Trước mặt chúng ta, sau khi dùng cơm trưa xong, là phái đoàn phải trở về Pattaya vào đất liền và phải lội bộ sang vần lên qua một cái con nước nhỏ. Xin tiếp tục về địa ngục. Địa ngục thứ 8. Người giết cha mẹ A-la-hán, chích quyết thân Phật chia rẽ tăng chúng, người phá hủy tháp thờ Xá Lợi, tượng Phật, cội Bồ Đề chỗ giác ngộ của Phật, bằng tâm hung ác, và người chỉ trích tăng bậc thánh, người có ân đức hơn mình, người chấp thủ nhất định ba ác kiến là vô nhân, vô hữu, vô hành kiến. Hạng người như thế sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục vô gián hay địa ngục đồng hoạch đa khổ, tùy theo nghiệp đã tạo nhiều hay ít. Người phụ nữ tự phá thai sau khi chết cũng đọa vào địa ngục Quỳnh Tuyền đa khổ. Thứ 9. Người nữ thích giao tình giật chồng kẻ khác, nam nhân thích giao tình giật vợ kẻ khác. Những người nam nữ ấy sau khi chết đọa vào địa ngục Châm Thụ Lâm đa khổ, sau đó phải thọ khổ trong địa ngục đồng hoạch có nước nóng như lửa, tùy theo nghiệp đã tạo nhiều hay ít. Thứ 10. Lại nữa, Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết trong Kinh Bổn Sanh rằng người nam hay nữ nào thích giao tình với vợ hay chồng của kẻ khác sau khi chết nhất định phải thọ khổ trong địa ngục Chúng Hiệp hoặc địa ngục Khanh Tán, tức địa ngục Hố Than Hình. Nói về sự thọ khổ cùng tội lỗi trong địa ngục, trong cõi nhân gian, người thường múa vũ hoặc trình diễn ca kịch với nhiều cách thức, sống say mê ngũ dục, biểu diễn độc tấu cũng có, khóc cũng có, cười cũng có, ca hát cũng có, vũ múa cũng có, từ tiết mục mà mình trình diễn làm cho khán giả phát sanh sự hân hoan, ưu sầu cũng có lúc phát sanh sự vui thích, hấp dẫn quá đến quên mình, chỉ say mê lắng nghe hoặc xem nhân vật đang diễn xuất trước mặt khán giả. Những người như thế sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Khi đang thọ khổ trong địa ngục ấy, giống như đang nhảy múa ca hát vậy. Nói về địa ngục Aparaya, trong cõi nhân loại, những người hoan hỷ trong việc đánh nhau như gây chiến tranh, những người này sau khi chết thọ khổ giống như đang cưỡi voi ngựa xe. Chúng sanh nào đi bằng chiều ngang gọi là bàn sanh. Chiều ngang có nghĩa là đi bằng cái lưng ngang như là trâu bò, gọi là bàn sanh. Hay chúng sanh nào không thể đắc đạo quả mà có sự đi ngang cũng gọi là bàn sanh. Ở đây giải thích rằng tất cả chúng sanh như nhân loại thường đi bằng chiều cao, tức đầu hướng lên trên. Còn bàn sanh thì khi đi với chiều ngang, tức hai tay dùng làm chân, đầu đặt về phía trước và khom xuống phía dưới. Đối với loài chim tuy có hai chân như người, nhưng lúc đi thân không đứng thẳng, gần như cũng khom bằng chiều ngang, cho nên cũng gọi là bàn sanh. Lại nữa, trong loài bàn sanh này, dù là Bồ Tát đi nữa, khi thọ sanh, vào sanh chủng này chắc chắn phải tách rời thiện định và đạo quả, do đó mới gọi là bàn sanh. Trước mặt chúng ta đây là phái đoàn đang đi tham quan một ngôi chùa rất lớn của Thái Lan, và phía sau giống như là một tháp của Bồ Đề Đạo Tràng, một cái hình tượng rất là kỷ niệm nơi đất Phật. Và đây là một đại tăng, một cao tăng, tăng chức tăng thống của Thái Lan, và phái đoàn đây cũng đang bước vào một ngôi chùa rất là đẹp. Và nơi đây tất cả những hình tượng đúc bằng đồng,
đồng chì, đồng đen. Và ngôi chùa đây là do một vị thương buôn rất là giàu có của Đài Loan và nguyên cả gia đình tự xây cất lên. Người có việc làm nguy hại đến đạo quả thì người đó chỉ được xếp vào loài bàn xanh. Thông thường tất cả chư thiên đều là người đáng được đạo quả cả, nhưng lại xếp vào loại bàn xanh vì hạng chư thiên không xuất gia được. Đức Thế Tôn từ chối sự thọ cụ túc giới với người nào thì người ấy được gọi là bàn xanh. Đức Thế Tôn nói tiếp: các bậc trí nên biết rằng người không có sanh chủng là nhân loại, dù là thiên vương đế thích cũng phải xếp vào loài bàn xanh. Các cõi mà Bồ Tát khi được thọ ký thành Phật sẽ không sanh vào những nơi sau đây. Thứ nhất là Bồ Tát khi được thọ ký thành Phật không được sanh vào người bộ lạc thiểu số. Hai, không được sanh làm thiên tử. Ba, không sanh làm phạm thiên vô tưởng. Trước mặt chúng ta đây là một mô hình của nơi mà Tần Thủy Hoàng chết và những vị tướng lãnh cũng bị chôn sống chung theo mộ Tần Thủy Hoàng. Và đây là một cái hình mô hình của Tần Thủy Hoàng chôn sống những người lính. Xin tiếp tục. Các cõi mà Bồ Tát khi được thọ ký thành Phật sẽ không sanh vào là: không sanh làm phạm thiên tịnh cư, không sanh vào trong vũ trụ khác. 6. Không sanh làm phạm thiên vô sắc. 7. Không sanh làm người nữ. Do vậy khi mà Bồ Tát được Phật thọ ký sẽ thành Phật, sẽ không bao giờ sanh làm người nữ. 8. Là không sanh làm người nô lệ. 9. Không sanh làm người câm đuôi điếc. 10. Không sanh làm người tàn tật, cùi cục. 11. Không thay đổi hình tướng. 12. Không tội nghiệp vô gián. Có 5 loại nghiệp vô gián là giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp chư tăng. 13. Là không sanh vào địa ngục. 14. Không sanh vào địa ngục A Tỳ, không sanh làm loài ngạ quỷ. 15. Không sanh làm chúng sanh nhỏ hơn chim dòng dọc và không lớn hơn con voi. 16. Không là bậc thánh trong khoảng giữa 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Loài chúng sanh sau khi chết không nhận được phước. Các chúng sanh sau khi quá vãng rồi sanh làm chúng sanh trong địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, ở cách xa nhân loại là chư thiên, là phạm thiên. Dù cho quyến thuộc rủ nhau làm phước hồi hướng đến những người này cũng không có tác dụng gì đến họ cả trong việc thoát sanh tử cảnh giới này sang cảnh giới khác, mà chỉ có lợi ích đến người hồi hướng mà thôi. Ví như có người thân nhân ta đã mệnh chung và sanh làm con chó trong nhà. Quyến thuộc dù có làm phước hồi hướng đến, phước ấy không thể thành tựu lợi ích gì đến con chó ấy được. Đối với chư thiên hay phạm thiên cũng vậy. Họ chỉ biết rằng quyến thuộc mình có tạo phước và hồi hướng đến cho, nhưng phước ấy không thành tựu lợi ích gì đến chư thiên và phạm thiên ấy cả. Riêng đối với người làm phước rồi hồi hướng phước đến thân tộc ấy, họ chỉ biết rằng là như thế, dù quyến thuộc không nhận được phước hồi hướng cho. Phước mà người đã tạo rồi hồi hướng ấy không phải mất hết đâu, mà phước ấy sẽ dính theo người tạo cả đời này lẫn đời sau và các đời kế tiếp nữa.
Cho nên, khi tạo phước rồi, khi hồi hướng đến những người quá vãng, người thí chủ nên kiêng tránh những thú vui náo nhiệt như tiệc tiếp đãi rền rang, hoặc có những thú vui chơi khác ngay trong lúc ấy. Dù ở chùa hay ở tại nhà cũng vậy, người tạo phước nên thọ trì giới trước cho tâm yên tịnh và phải tu tiến niệm sự chết, niệm tử thi hoặc quán về vô thường, khổ, vô ngã để tâm thiện phát sanh. Nếu việc tạo phước được tiến hành như trên, người tạo phước được nhiều đại quả báo, tức phước ấy sẽ được tăng trưởng thêm và người quá vãng cũng nhận được phần phước tăng trưởng như nhau. Nếu người tạo phước không thực hành như đã nói, mà chỉ say mê vui thích theo những chuyện vui thú, tâm trong khi ấy không được yên tịnh và phước phát sanh ít, cho nên việc tạo phước mà pha lẫn với những thú vui như thế, thì người thí chủ chỉ được phước chút ít, không thể được sung mãn. Làm cho sung mãn phước được, và người nhận phước do thí chủ hồi hướng ấy cũng chỉ nhận chút ít. Tức là tâm thiện phát sanh nơi người thí chủ chỉ có 10% thôi, còn tâm bất thiện có đến 90%. Nếu người thí chủ bỗng nhiên mệnh chung trong lúc ấy, sẽ tái sanh vào 4 khổ cảnh. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Không nên nghĩ rằng người ấy sẽ sanh về nhân giới hoặc thiên giới. Lại nữa, phước đang tạo trong hiện tại, phước ấy được hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc trong đời quá khứ. Phước ấy cũng vẫn thành tựu tốt đẹp đến những người ấy, cũng như đến những bậc hữu ân trong hiện tại vậy. Trước mặt chúng ta, đây là một khu chợ nổi Pattaya, được nổi tiếng ở Thái Lan. Tuy nhiên, khu chợ nổi này chúng ta đến vào khoảng 5 giờ chiều, nên xung quanh khu chợ nổi và những chiếc ghe nhỏ đã đi nghỉ, không còn buôn bán trên chợ nữa. Và đây là những khu nhà được xây cất ở trên hồ để có thể mà ghe xuồng đi mua đồ. Tuy nhiên giờ này là khoảng 5 giờ chiều nên chợ nổi cũng không có bán buôn gì hết. Xin nói tiếp về Phật Pháp. Sự tiến triển Phật giáo trong cõi người và cõi trời. Khi nói đến sự tiến triển của Phật giáo trong cõi người và cõi trời, thì có thể khẳng định rằng Phật giáo trong cõi trời tiến triển và sáng chói hơn cõi người. Vì đối với Phật giáo, muốn được tiến triển lan rộng, điều quan trọng là phải dựa vào Phật giáo đồ. Nơi nào Phật giáo đồ đông, nơi ấy Phật giáo tăng thịnh. Và khi bậc thánh trong cõi trời nhiều hơn cõi người, điều này cho thấy rằng Phật giáo trong cõi trời hưng thịnh hơn nhiều, chính là vì có bậc thánh nhiều. Còn trong cõi người, quả thật Phật giáo có rất ít. Nhưng nơi đây lại có nhiều đặc biệt hơn cõi trời là trong cõi người có pháp học, tức là việc dạy học và việc học tam tạng, thuyết pháp và thính pháp. Cả bốn điều này đều có đầy đủ ở cõi người, còn cõi trời chỉ có thuyết pháp và thính pháp. Tóm lại là cõi người có được là được nghe học, được dạy học, được nghiên cứu kinh điển, và được thuyết pháp và được thính pháp. Còn cõi trời chỉ có thuyết pháp và thính pháp, không có việc học pháp. Tất nhiên là học tất cả tam tạng kinh điển. Lại nữa, cõi trời không có chư tăng, chỉ có cõi người mới có chư tăng mà thôi.
saranam gacchami.